Ui quá, ui quá. Wow. Vui quá. Chị ông ấy chẳng chịu chơi với mình gì cả. Chị ông anh ơi, chị ông anh. Ông anh. Gì? Chị cất điện thoại ra chơi búp bê với em đi. Em chơi búp bê chán quá. Để lúc khác nhá. Bây giờ chị em vẫn chơi rồi. Chị ăn điểm rất là cao nên chị không muốn bỏ nó đâu. Suốt ngày bỏ bệnh. Chị Anh ơi, chị Anh, đừng để em mệt quá. Em mệt thì em đi ngủ đi, chị đang chơi mà. Dạ nên càng ngày càng nóng mà người em lạnh quá. Em rét lạnh. Dậy đi. Mà sao tay em lạnh thế? Ui, trái em nóng thế. Rồi, ra mình sốt rồi. Mà bố mẹ nó không có ở nhà, bây giờ mình phải gọi cho bố mẹ thôi. Lâu quá. Mai bố mẹ chả bắt máy. Ơ, không gọi được rồi. Làm sao bây giờ? Thôi, mình gọi là kiểu nữa cho bố ấy. Bố cũng không nghe máy, làm sao bây giờ? À, hay bây giờ mình sẽ cõng thời gian đến trạm y tế gần nhất. Thì ra hơi dậy đi để chị cõng em ra trạm y tế ở đây nào. Lên. Đi thôi. Em trèo lên lưng chị nhanh lên. Đi thôi. Nó sắp đến nơi rồi. Ơ Hồng Anh. Ơ cậu đang bế thì đang đi chơi đâu ấy? Không, thì ra mình sốt cao. Bây giờ tớ đang đưa em mình ra trạm y tế. Ừ thế à, cô này tớ cõng cho. Chắc cậu mệt rồi đấy, tớ cõng đến trạm y tế cho. Thì ra em được xuống để nghĩa cõng nhá. Cậu bé em anh đi. Ê. Nhanh lên, thì ra mất bây giờ. Ở đâu? Cậu ơi đi thẳng đi, sắp đến rồi mà.